Thưa quý vị và các bạn, chăm lo một bữa ăn hàng ngày cho hàng trăm người trên đất liền đã vất vả. Thế nhưng các cán bộ chiến sĩ trong tổ hậu cần trên tàu kiểm ngư KN390 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa đảm bảo công tác an ninh an toàn, vừa phục vụ tốt nhất các bữa ăn cho đoàn công tác trong chuyến hải trình hơn một tuần ra thăm huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 thời gian vừa qua. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV trong chuyến đi cùng đoàn. Ba giờ sáng, tổ hậu cần trên tàu kiểm ngư KN390 đã bắt tay vào việc lo bữa ăn sáng cho tất cả các thành viên trên tàu. Chỉ vỏn vẹn hơn chục người, nhưng phải đảm nhận hàng trăm suất ăn. Thế nhưng mỗi người một nhiệm vụ, ai nấy làm việc hết sức khẩn trương, khoa học. Chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ chiến sĩ trong tổ hậu cần, các chị em tham gia đoàn công tác đã thay phiên phụ giúp tổ hậu cần. Người thì cắt thịt, người nhặt rau với mong muốn giảm bớt phần nào những khó khăn hàng ngày của các anh. Mà các chị em phụ nữ rất muốn xuống hỗ trợ để giúp cho các anh nhẹ bớt phần nào trong công việc bếp núc của mình. Và hôm nay thì phòng 233 của chúng tôi thì cũng có rất nhiều chị của thành phố Đà Nẵng. Chiều hôm nay chúng tôi xuống thì cũng giúp các anh sắc thịt rồi sắc rau, lọc rau và làm những cái việc phụ giúp với các anh. Trong cái hành trình đi thì thấy được cái sự vất vả của các anh em trong cái công tác tổ hậu cần. Phải nói là anh em hết sức vất vả để mà phục vụ cho đoàn hơn 300 người. Thì đồng hành với các anh muốn chia sẻ với cái sự khó khăn của các anh thì mỗi ngày hai bữa tôi đều tham gia cùng với anh em ở dưới cái khu vực này để một phần đóng góp giúp cho anh em bớt cái khó khăn, chia sẻ bớt cái khó khăn cho anh em. Mỗi ngày tổ hậu cần phục vụ hơn 1.000 suất ăn. Vất vả là vậy, thế nhưng các cán bộ chiến sĩ trên tàu KN390 luôn đảm bảo từng bữa cơm nóng, đầy đủ dưỡng chất để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong đoàn. Sự đồng hành của các chị em phụ nữ trong đoàn công tác vừa là niềm động viên khích lệ tinh thần hăng say làm việc của các cán bộ chiến sĩ, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết quân dân gắn bó và sẻ chia. Tổ bếp thì lực lượng làm nó mỏng, quân số là phục vụ để đón đoàn là quân số là rất đông. Cho nên anh em cũng rất là hơi khó khăn chỗ đó, nhưng mà có mấy chị em phụ nữ xuống làm chung vui với, cho nên cùng đồng viên tinh thần và là anh em lại thêm động lực để làm việc cho nó hăng say. Có thể nói rằng chuyến đi ra thăm huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 đã để lại những ấn tượng tốt đẹp không chỉ với các cán bộ chiến sĩ tổ hậu cần trên tàu kiểm ngư KN390 mà còn với cả các thành viên trong đoàn công tác về chủ quyền biển đảo thiêng liêng, về những hy sinh vô bờ bến vì sự vẹn toàn của giang sơn gấm vóc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và vì sự bình yên kiêu hãnh nơi tuyến đầu của Trường Sa.